xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân năm 2022 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 được Bộ Tham mưu Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh, thành ủy Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Lai Châu và Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc tổ chức mới đây. Tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Lai Châu và Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu và Bộ Tham mưu Hải quân về tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền là hoạt động có ý nghĩa. Thông qua hoạt động phối hợp tuyên truyền đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia cả trên biển và đất liền. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Tại tỉnh Lai Châu, hoạt động tuyên truyền năm 2022 đã có nhiều đổi mới về nội dung, phong phú đa dạng về hình thức, phương pháp. Trong đó chú trọng hướng về cơ sở, phù hợp với phong tục tập quán và nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, mong muốn các địa phương đơn vị trong cụm tiếp tục tăng cường phối hợp với Quân chủng Hải quân trong hoạt động tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền và ủng hộ xây dựng lực lượng hải quân, quan tâm phát triển kinh tế xã hội biển đảo. Tại hội nghị, Bộ Tham mưu Hải quân cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền năm 2023 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Lai Châu và Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, chung sức giúp đỡ các em học sinh ở những xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn, tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Đông ấm vùng cao, trao tặng những món quà ý nghĩa thiết thực cho ba đơn vị trường tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ. Trong chương trình Đông ấm vùng cao, tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Hồng Thu 15 máy tính và hệ thống thiết bị đường truyền sử dụng Internet miễn phí. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực đối với nhà trường, qua đó giúp học sinh của trường tiếp cận được với môn tin học theo chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018. Trong những năm qua, thì đối với nhà trường, thì khi mà nhà trường chưa có thông tin thì cơ bản là nhà trường thực hiện chương trình giáo dục các môn tự chọn đấy. Đối với môn tin học thì các em là chủ yếu là tiếp cận bằng về mặt lý thuyết, nhưng mà đến thời điểm này thì khi nhận được món quà này thì tôi nhận thấy đây là một món quà rất là ý nghĩa để nhà trường thực hiện tốt cái chương trình giáo dục trong 2018, đồng thời là để cho các em học sinh được tiếp cận với máy tính cũng như là các thiết bị hiện đại để phục vụ tốt cho cái việc thực hiện chương trình giáo dục cũng như là giúp cho các em có những hành trang sau này để bước vào đời. Và cháu cảm thấy rất là vui ạ. Hôm nay bọn cháu được nhận phần thưởng quà đấy, bọn cháu sẽ có động lực học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã kêu gọi và đóng góp trao tặng một thư viện thân thiện cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hồng Thu với hàng trăm đầu sách, báo và tạp chí. Qua đây góp phần to lớn vào việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, hình thành và phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh của nhà trường. Trong cái bối cảnh nhà trường đang rất là khó khăn, thì đến hôm nay thì cũng nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của lớp học cao cấp lý luận chính trị, lớp K73A09 thì cũng đã hỗ trợ nhà trường được một phòng thư viện, trong đó là có các thiết bị giá rồi sách truyện, và qua đó thì cũng nhờ sự động viên đó
thì cũng tạo được cái niềm tin cho các thầy và trò của trường, nhà trường, và cũng một phần là góp cho nhà trường sau này sẽ xây dựng được cái nền tảng để xây dựng lên trường chuẩn quốc gia. Ngoài ra, trong chương trình Đông ấm vùng cao, tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng 145m² xốp trải nền phòng học, 360 lít sữa tươi, 100 gối và 30 chăn bông, 50 áo ấm cho các em học sinh ở điểm trường Nà Kế 2, trường mầm non xã Hồng Thu. Tổng giá trị của chương trình Đông ấm vùng cao mà tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện tại xã Hồng Thu lên đến 300 triệu đồng. Qua chương trình đã thể hiện được trách nhiệm vì cộng đồng của mỗi cán bộ học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tạo ra cho các em một cái động lực để các em đi học thêm ý nghĩa. Của Xuân ấm vùng cao cũng là cái chia sẻ cái khó khăn của các em ở vùng cao trong cái giai đoạn gần Tết như thế này. Đó cũng là một cái niềm vui của lớp K73A09 gửi đến các em tiểu học của huyện Sìn Hồ. Và cũng rất mong là qua chương trình này thì cũng là thêm một cái phần gì đó tri thức hay là cũng phần gì đó sức khỏe để cho các em có tạo niềm vui cho các em trong thời gian đi học trong thời gian này. Hôm nay chúng tôi lên đây với Lai Châu mong muốn là cái ấm áp của tình cảm của 46 học viên của lớp K73A09 sẽ mang đến cái hơi ấm thật sự cho các thầy cô cũng như là các cháu học sinh, với hy vọng rằng trong cái tương lai sắp tới có thể lớp A73A09 sẽ ra trường, rồi sau đó thì sẽ là K74 rồi K75. Tôi cũng không dám hứa nhiều, nhưng chắc chắn nếu như có cơ hội tôi sẽ lại được đồng hành cùng với các bạn, cùng với các học viên cao cấp được đến chị lên trở lại với Lai Châu, về với Sìn Hồ hoặc một địa bàn biên giới vùng xa của tỉnh Lai Châu để mang hơi ấm về với tỉnh Lai Châu nói riêng và cũng như là các tỉnh đồng bào biên giới phía Bắc. Với những món quà ý nghĩa mà các trường và các em học sinh nhận được từ lớp cao cấp lý luận chính trị K73A09, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, không những giúp các em vơi bớt đi khó khăn mà còn tạo thêm động lực giúp các em học sinh vượt lên trong học tập. Từ đầu năm 2022 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng được 74 nhà đại đoàn kết, trong đó làm mới 74 nhà, sửa chữa 1 nhà, hỗ trợ 2 hộ có người bị đuối nước, tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo, phát động ủng hộ xây dựng nhà ở hộ nghèo nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022. Qua đó vận động tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ trên 50 tỷ để xây dựng nhà ở hộ nghèo. Qua việc triển khai hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết đã giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 của huyện Mường Tè đạt trên 233 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 100% kế hoạch đề ra đầu năm. Thị trường hàng hóa trong năm ổn định, chất lượng đảm bảo, giá cả thị trường nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Toàn huyện Nậm Nhùn hiện có 20 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, với tổng mức vốn góp gần 37,9 tỷ đồng, có 370 thành viên tham gia. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, nhưng với sự chủ động, các hợp tác xã đã mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình hoạt động phát triển nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế để tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên và người dân địa phương. Các hợp tác xã trên địa bàn đã có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế của huyện, tạo ra sản phẩm có giá trị, mang lại việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ hợp tác xã phát triển của trung ương, của tỉnh, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp các hợp tác xã tiếp cận các chính sách ưu đãi về đầu tư cơ sở hạ tầng, giao đất, cho thuê đất, tín dụng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, giúp các hợp tác xã phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng và là đòn bẩy để hướng tới xây dựng các sản phẩm ô cốp.
Thưa quý vị, sau hơn một năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có sự lan tỏa đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Thèn Sìn, huyện Tam Đường. Sinh thời Bác từng dạy, đồng bào các dân tộc miền núi phải biết vươn lên đánh đuổi giặc sốt, giặc đói, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thấm nhuần tư tưởng của Bác là một đảng viên, anh Lò Văn Kèo, bí thư chi bộ, trưởng bản Ba Đông, đã tiên phong đi đầu trong phong trào thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế vườn ao chuồng. Đến nay, gia đình anh có 7 con ngựa, 9 con dê, trên 100 con gia cầm, cùng với thu hoạch thóc lúa. Thu nhập trung bình đạt từ 70 tới 80 triệu đồng một năm. Học tập là cũng là đi tập huấn và trải qua bao nhiêu là cũng là chúng tôi cũng phải cố gắng là thực hiện chức của bà con là như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo nông dân chúng tôi đấy là nuôi ngựa này, nuôi dê này, phát triển kinh tế này, là cũng trồng đỗ rồi cũng là đỗ là chất lượng cao, ao thì cũng để ao thì cũng trồng để làm ao để nuôi cá để cải thiện gia đình, phát triển kinh tế là xã nói giảm nghèo cho bà con nhân dân, chúng tôi cố gắng là đồng viên tuyên truyền vận động bà con là cũng phải cố gắng. Chị Nguyễn Thị Hồi ở bản Đông Phong, xã Thiền Xin cũng là tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Nhờ tích cực làm theo tấm gương của Bác nên chị đã cần cù chịu khó áp dụng kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Đến nay gia đình chị đã có trên 2 hectare chè đang sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi năm cho thu hoạch trên 40 tấn chè búp tươi, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Bản thân cá nhân thì chị sẽ chấp hành đủ các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau đó thì về công tác của bản thì chị sẽ tiên phong đi đầu và sẽ hướng dẫn và giúp đỡ một số hộ gia đình cách khoa học kỹ thuật để đưa kinh tế hộ, thứ nhất là gia đình, thứ hai nữa là công tác của bản, phát triển của bản đi lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hàng năm của công tác bản và công tác của bản về phát triển kinh tế gia đình. Đảng bộ xã Thiền Xin có 13 chi bộ với 138 đảng viên. Để kết luận số 01 đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bàn, các xã làng, người có uy tín trong cộng đồng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, giúp đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức của Bác một cách cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Cái kết quả thực hiện cái chỉ thị 05 được nâng lên rõ rệt trên các cái ngành, lĩnh vực và cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân cũng đã được nâng lên, thực hiện tốt và đảm bảo. Về cái việc phát triển kinh tế xã hội của nhân dân thì qua triển khai thì các đồng chí cán bộ đảng viên cũng đã đăng ký cái việc học tập và làm theo, đặc biệt là trong cái việc áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và trong cái sản xuất, và đến nay thì cái kinh tế, cái thu nhập đầu người của bà con là được nâng lên, hiện nay cũng đã được trên 40 triệu đồng trên người trên năm, và nhân dân là cũng đã xây dựng nhà cửa, chỉnh trang nhà cửa, và cái đời sống bà con nhân dân thì cũng đã được nâng lên rõ rệt. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Thiền Xin, huyện Tam Đường triển khai sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự được đảm bảo. Thưa quý vị, thưa các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ chống rác thải nhựa do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm kêu gọi hội viên và nhân dân thay đổi hành vi, thói quen sử dụng rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, gắn các hoạt động mô hình với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3 sạch.
là một hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu trung tâm thương mại phường Tân Phong. Mỗi ngày cửa hàng này tiêu thụ rất nhiều đồ dùng bằng nhựa. Để chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, cửa hàng đã hạn chế tối đa việc sử dụng các loại cốc, thìa bằng nhựa, đồng thời khuyến khích khách hàng ăn tại quán và chú ý phân loại rác ngay tại nguồn. Hộ kinh doanh còn tái chế những loại rác thải nhựa như chai lọ, túi ni lông để sử dụng nhiều lần, bằng cách sáng tạo những chậu hoa, cây cảnh để trang trí cho cửa hàng. Nhà mình thì là kinh doanh quán ăn ấy, quán chè ấy. Thế là mình cũng sử dụng những bát sứ, thìa inox để sử dụng cho khách hàng ở quán. Ngoài ra thì mình cũng khuyến khích khách hàng là dùng tại quán, ăn tại quán để mình hạn chế những rác thải nhựa. Thêm nữa là những cái chai nước rửa bát hoặc là chai nước lau nhà thì mình cũng cắt ra để mình làm hoa, chai nước ngọt thì mình cũng cắt ra để mình trang trí, trồng hoa, trồng cây để trang trí. Còn những cái túi bóng ni lông thì mình giặt xong mình gấp lại, mình có thể là tái chế, sử dụng lại nhiều lần. Để góp phần là bảo vệ môi trường. Hội phụ nữ cũng đã tổ chức hướng dẫn hội viên phụ nữ phân loại rác ngay tại gia đình. Những loại giấy, bìa các tông, kim loại, chai nhựa thuộc loại rác thải tái chế có thể tích trữ lại để bán. Đối với chất thải thực phẩm như lá rau, phụ phẩm trong quá trình nấu ăn có thể sử dụng cho chăn nuôi hoặc ủ làm phân bón. Mặt khác, cần phân loại rõ ràng, không được để lẫn lộn cả thành phần có khả năng phân hủy và khó phân hủy như túi ni lông, thủy tinh để lẫn với lá cây, lá rau củ quả không dùng. Các chi hội cũng tập trung tuyên truyền cho các hộ gia đình trên địa bàn, qua đó giúp thay đổi nhận thức, hành vi và thói quen trong xử lý rác thải nhựa. Có thể nói, những bước đầu đã đạt được kết quả khá toàn diện. Cụ thể là công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn là hiểu được thế nào là rác thải hữu cơ, thế nào là rác thải vô cơ, và từ đó đã thực hiện trong từng nhà và từng ngõ trên tất cả các tổ dân phố trên địa bàn của chúng tôi. Và tác động đem lại là nhân dân đã hiểu được và sử dụng đúng cách, đúng chỗ và dùng những cái rác thải khó phân hủy vào mục đích chế tạo lại để có thể làm con đường, khuôn viên để cho môi trường xanh, sạch, đẹp. Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn sinh hoạt tại hộ gia đình. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có 7 trên 7 xã phường thành lập được mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, có 12 tổ dân phố, 660 hộ đăng ký thực hiện. Thông qua mô hình, các hộ đã thực hiện theo đúng hướng dẫn và hình thành thói quen tổng vệ sinh hàng tuần, đổ rác đúng giờ theo quy định. Nhờ đó, công tác vệ sinh môi trường đã được cải thiện rõ rệt, đi đôi với chỉnh trang, xây dựng mới, gắn với việc bảo vệ môi trường đồng bộ, đã từng bước được đổi mới, cảnh quan môi trường được cải thiện rõ nét. Trước tiên là sẽ phải phối hợp với lại phòng tài nguyên và chính quyền cấp ủy các xã phường để tuyên truyền và đẩy mạnh cái công tác vận động nhân dân và nâng cao ý thức của nhân dân trong cái việc là tại sao lại phải phân loại rác thải tại nguồn. Và cái việc đấy thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền để nhân dân hạn chế việc sử dụng túi ni lông và đồ nhựa một lần. Và tuyên truyền cho nhân dân là khi phân loại rác thải tại nguồn thì một hộ gia đình thực hiện cái mô hình này ít nhất phải có 2 thùng rác trong nhà. Từ mô hình phân loại rác thải tại nguồn, các cấp hội phụ nữ thành phố đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt, hạn chế mức độ gia tăng của rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, từng bước tạo nguồn kinh phí từ phân loại và thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ các chương trình như quỹ vì phụ nữ nghèo, mái ấm tình thương, con nuôi của hội, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đến đây xin phép được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.